nghiệp sáu căn mà trọng tội làm chứng ngại nên không thấy được chư Phật, không biết xuất đi sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Ngày nay tuy đã biết, nhưng do con và chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chứng ngại, hôm nay xin đối trước Bồ Tát Địa Tạng thập phương chư Phật rộng, vì tất cả chúng sanh mà quy y sám hối. Duy nguyện chư Phật từ bi gia hộ, khiến chúng con tội chướng tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sanh các pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chướng quy y sám hối. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay đều do tham ái trí kiến chấp trong lòng suy tính ngã nhân, ngoài thân bạn xấu không tùy hỷ, người không có chút thiện căn, duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng. Nghiệp tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn, ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, lại phạm lỗi lầm không muốn người biết, không sợ ác đạo, không tàm, không quý, không biết nhân quả. Vì thế ngày nay con cùng chúng sanh thâm tín nhân quả, sân lòng hổ thẹn, luôn luôn sợ hãi, phát lộ sám hối, đoạn tâm tương tu, phát tâm bồ đề, đoạn ác tu thiện, tinh cần sạch tấn ba nghiệp, sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tùy hỷ phàm thánh dù chút thiện nhỏ, nguyện mười phương Phật có đại trí tuệ, có thể cứu bạc cho con cùng tất cả chúng sanh trong từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam tức. Từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp, vốn không tịnh nên tạo nhiều tội ác, nay biết không tịnh cầu đạo bồ đề, nguyện độ chúng sanh rộng tu các điều thiện và tất cả các điều ác, duy nguyện hết thảy tam bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp họ nghe con sám hối. Đệ tử chúng con phát danh diệu hảo, trí tâm sám hối, con cùng chúng sanh tự tánh thanh tịnh, cảnh giới chân thật đồng thể, chư Phật vô minh si ám luân tập nhân duyên, hiện cảnh giới vọng khiến sanh tham trước, so tính ta và của ta, huân tập các ác pháp sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tổ chướng thập ác hữu nghịch, trọng nan khinh giá, chứng tuệ chứng định chứng chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ ải mãi không có ngày ra khỏi. Giả sử muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc nên gặp tà kiến không đủ trợ duyên, tín tâm không thành, nên gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khai phá mê mờ cho con, rửa sạch tâm con, cầu ai sám hối. Duy nguyện thập phương chư đại từ tôn chứng chi hộ liệt. Nay con sám hối thể không tái phạm, nguyện con cùng hết thảy chúng sanh nhanh được trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay mười ác bốn trọng ngũ nghịch điên đạo, vì bám tam bảo tội nhất diệt đề, tội tánh như vậy vốn là không tịnh, nhưng từ hư vọng khỏi tâm điên đạo chưa có định thật mà có thể chứng đắc, nguyện tất cả chúng sanh mau đạt bổ tâm vĩnh viễn diệt từ khổ căn. Phát nguyện khuyến thỉnh đệ tử chúng con phát danh diệu hạnh, trí tâm khuyến thỉnh, nguyện khiến hết nơi thảy Bồ Tát trong mười phương chư thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác, nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế vận chuyển bánh xe pháp, không nhập niết bàn. Khuyến thỉnh xong quy mạng lễ tam bảo. Phát nguyện tùy hỷ đệ tử chúng con phát danh diệu hạnh, trí tâm tùy hỷ, nguyện cho con và tất cả chúng sanh xả bỏ rốt ráo kinh kiến tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và hành thành tựu của các cõi nước trong ba đời, phải đều tùy hỷ. Tùy hỷ xong quy mạng lễ tam bảo. Phát nguyện và khuyến thỉnh đệ tử chúng con phát danh diệu hảo, trí tâm khuyến thỉnh, nguyện khiến hết hết thảy Bồ Tát trong mười phương chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác,
Nếu các thành dạy giác nguyện hồi con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay, thường vì ba nghiệp sáu căn mà chẳng tội làm chướng ngại nên không thấy được chư Phật, không biết xuất ni sanh tử, Phật theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Ngày nay tuy đã biết, nhưng do con và chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, hôm nay xin lỗi trước Bồ Tát Địa Tạng, Phật Phương chư Phật, rộng vì tất cả chúng sanh mà quy y sám hối. Chư nguyện chư Phật nơi từ bi gia hộ, khiến chúng con tội chướng tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chướng quy y sám hối. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay đều do tham ái kiến chấp trong lòng suy tính ngã nhân, ngoài thêm bạn xấu không tùy hỷ người, không có chút thiện niệm, tuy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng. Việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, lại phạm lỗi lầm không muốn người biết, không sợ ác đạo, không cảm, không quý, không biết nhân quả. Vì thế ngày nay con cùng chúng sanh tâm trí nhân quả sanh lòng hổ thẹn, luôn luôn sợ hãi bất độ sám hối, đoạn tâm tương tục phát tâm bồ đề, đoạn ác tu thiện, tinh cần sanh tấn ba nghiệp, sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tùy vị cảm tánh dù chút thiện nhỏ. Nguyện người không phải có đại trí tuệ có thể cứu bà cho chúng con cùng tất cả chúng sanh từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam đức. Từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp cũng không tịnh nên tạo nhiều tội ác, nay biết không tịnh cầu đạo bồ đề, nguyện độ chúng sanh rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác, duyên nguyện hết thảy tam bảo, Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhất thọ nghe con sám hối. Đệ tử chúng con khắp sanh diệu hảo, trí tâm sám hối, con cùng chúng sanh tự đánh thanh tịnh, cảnh giới chân Phật, đồng thể chư Phật, vô minh si ám quân tập, nhân duyên hiện cảnh giới vọng, kiến sanh tham trước, so tính ta và của ta, quân tập các ác pháp sáu căn ba nghiệp tạo nhiều tội chướng, thập ác ngữ nghịch trọng lan khinh giá, chứng tệ chứng định chướng ngơ chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ ải mãi không có ngày ra khỏi. Giả như muốn tu hành nhưng có nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên kiến tâm không thành, nên gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát dùng lời nhẹ nhàng an ủi khai phá nơi mờ cho con, rửa sạch tâm con, cầu ai sám hối chư nguyện Phật Phương chư Phật như chư đại từ tôn chứng chi hộ niệm. Nay con sám hối thể không tái phạm, nguyện con cùng hết thảy chúng sanh nhanh được trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay mười ác bốn trọng ngũ nghịch tiên đạo hủy bán tham bạo lộn nhất diệt đề tội tánh như vậy cũng là không tịnh nhưng từ hư vọng khởi tâm như đạo chưa có định thật mà có thể chứng đắc. Nguyện tất cả chúng sanh mau đạt được bộ tâm vĩnh viễn diệt trừ tội căn, sám hối xong rồi quy y mạng lễ ta ma. Đệ tử chúng con phát danh diệu hảo, trí tâm hướng thỉnh, nguyện kiến hết cả Bồ Tát trong mười phương, nơi chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác, nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế vận chuyển bánh xe khác, không nhập địa bàn, khuyến thỉnh sau khi mạng lễ tam bao. Phát nguyện tùy hỷ, đệ tử chúng con phát danh diệu hảo, chí tâm tùy hỷ, nguyện cho chúng con và tất cả chúng sanh xả bỏ chốt giáo vĩnh viễn tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và thành tựu của các cõi lớn trong ba đời, thảy đều tùy hỷ xong quy mạng lễ tam bảo. Phát nguyện và khuyến thỉnh, đệ tử chúng con phát danh diệu hảo, chí tâm khuyến thỉnh, nguyện kiến hết thảy Bồ Tát trong mười phương chưa thành chánh giác, nguyện mong thành chánh giác, nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế vận chuyển bánh xe khác, không nhập niết bàn, khuyến thỉnh sau quy mạng lễ tam bảo. Phát nguyện tùy hỷ, đệ tử chúng con phát danh diệu hảo, chí tâm tùy hỷ, nguyện cho con và tất cả chúng sanh xả bỏ chấp pháp, vĩnh viễn tâm đố kỵ đối với tất cả
công đức tu học và thành tựu của các cõi nước trong ba đời phải đều tùy thể tùy vị sanh si quy mạng lễ nam nam. Phát nguyện hồi hướng đệ tử chúng con phát danh diệu hảo chí tâm hồi hướng nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh đồng hướng đến chí Phật đến thành niết bàn. Hồi hướng xong quy mạng lễ tam bảo. Đệ tử chúng con phát danh diệu hảo chí tâm phát nguyện nguyện mười phương tam bảo địa tạng từ tôn không sót hộ trì lưu bà chủ tế khiến đất nước này tiêu trừ thiên tai động loạn tránh pháp lưu thông khắp cả đều sanh tịnh tín không có các chướng ngại để biến loạn trừ tà ma con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội hiện đời ra khỏi sầu bi khổ lão cuộc sống sung túc tam tụng giới căn rốt ráo thanh tịnh hai loại quán đạo ưng niệm hiện tiền tam muội tổng trì thần thông phương tiện tứ nhiếp lục độ tất cả đều thiên thành liễu ngộ tự tâm cảnh giới chân thật xả thân vào thế giới khác sanh tại Phật tiền đối diện Di Đà thị giả chân thuật được Phật thọ ký trở lại trần nam phổ độ quần mê đồng quy mật tạc phát nguyện xong quy mạng lễ tam bảo. Tam tự quy tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo đại đạt pháp vô pháp lòng vô thượng tự quy pháp đưa nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy vô ngại hòa lan thánh chốn nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn lặng dưới tứ hộ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh nước cực lạc. Tâm cung kính nhất tâm kính lễ nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nhất tâm cung kính nhất tâm kính lễ nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nhất tâm cung kính nhất tâm kính lễ nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nghiêm trì hương hoa cúng dường như pháp nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp mười phương cúng dường tất cả Phật tôn pháp các hiền thánh vô biên trong cõi Phật lợi ích làm Phật sự tất cả Phật pháp tam bảo thể thường biến mãn nên đều hiện hữu khắp nơi nguyện kiến hương hoa này đồng như các pháp tánh phổ huân tất cả các cõi Phật cúng dường làm Phật sự dụng cụ cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có hôm nay con xin đem tất cả hương hoa anh lạc chàng khan bảo cái các trang sức quý báu vi diệu vô số âm nhạc ánh sáng đèn đế ẩm thực y phục ngoại cụ thuốc men trong mười phương cho đến hết tất cả những dụng cụ trang nghiêm trong mười phương có để cúng dường suy nghĩ đặt ra để phục hiến cúng dường cho khắp tất cả chúng sanh trong các thế giới có người tu cúng dường hôm nay con tùy thể nếu người
Trương tu cúng dường, nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường, lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp đến các cõi nước, đối xuất Phật, Pháp Tăng cúng dường các loại dụng cụ trang nghiêm cho tất cả, cùng tất cả chúng sanh chất trì hiến cúng, cúng dường tất cả pháp thân, sắc thân của chư Phật, xá lợi hình tượng của đồ miếu tháp và tất cả Phật sự, cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng, nguyện cúng dường như vậy đến với tất cả chúng sanh tu hành lần lần nên được thành lục ba la mật tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp nơi vốn tịnh tịnh không sanh không diệt, một vị bình đẳng rời niệm thanh tịnh cứu cánh viên mãn, cúng dường xong tất cả cung kính. Tam bảo chư thiên nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụ thể: Nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật, Nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật, Nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụ thể: Nam mô Phổ Quang Phật Đản Ngũ Thập Tam Phật, Nam mô Phổ Quang Phật Đản Ngũ Thập Tam Phật, Nam mô Phổ Quang Phật Đản Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụ thể: Nam mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự, Nam mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự, Nam mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụ thể: Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụ thể: Nam mô Chiên Sát Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng, Nam mô Chiên Sát Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng, Nam mô Chiên Sát Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụ thể: Nam mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng, Nam mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng, Nam mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụ thể: Nam mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh, Nam mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh, Nam mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm phụ thể: Nam mô Kiên Định Tí Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Kiên Định Tí Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Kiên Định Tí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụ thể: Nam mô Kiên Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụ thể: Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụ thể: Phạm Thức Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng, Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng, Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Pháp Hộ Chánh Pháp Giả Thiết Thánh Chúng. Duy Nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ Thất Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật Tất Cả Bậc
giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang năng đạo tràng nhất thủ chúng con khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phổ Thất Phật Thế Tôn ngũ thập tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang năng đạo tràng nhất thủ chúng con khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phổ Thất Phật Thế Tôn ngũ thập tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang năng đạo tràng nhất thủ chúng con khiến thành tịnh tín. Chiên sát nghiệp ác, chiên sát thiện ác nghiệp báo tung kinh tất cả mười phương phát tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh số mãi hư không hiện hiện đạo tràng nhận chúng con cũng sửa. Chiên sát thiện ác nghiệp báo tung kinh tất cả mười phương phát tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh sung mãn hư không hiện hiện đạo tràng nhận chúng con cúng dường. Chiên sát thiện ác nghiệp báo tâm kinh tất cả mười phương phát tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh sung mãn hư không hiện hiện đạo tràng nhận chúng con cúng dường. Biến kiết Bồ Tát Quán Âm Bồ Tát đẳng thập phương nhất thiết hiền thánh cung xạ từ bi công đức pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con kiên tịnh tín Bồ Tát biến kiết Bồ Tát Quán Âm Bồ Tát đẳng thập phương nhất thiết hiền thánh không xả từ bi công năng pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con kiên tịnh tín Bồ Tát biến kiết Bồ Tát Quán Âm Bồ Tát đẳng thập phương nhất thiết hiền thánh không xả từ bi công năng pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Địa tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí dùng lời luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc đại từ đại bi không trái thể nguyện phóng đại quang minh tròn đầy sợ nguyện cho con. Địa tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc đại từ đại bi không trái thể nguyện phóng đại quang minh tròn đầy sợ nguyện cho con. Địa tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc đại từ đại bi không trái thể nguyện phóng đại quang minh tròn đầy sở nguyện cho con. Hộ pháp thiên long già lan chân tệ tỉnh thuận nơi lời thỉnh của con giữ tướng đạo tràng thiết sợ các ma chướng thực hiện kiết tường kiến sợ tu của con tự tại thành tựu hộ pháp thiên long già lam chân thể tùy thuận lời thỉnh của con giữ tướng đạo tràng thiết sợ các ma chướng thị hiện kiết tường kiến sợ tu của con tự tại thành tựu hộ pháp thiên long già lam chân thể tùy thuận lời thỉnh của con giữ tướng đạo tràng thiết sợ các ma chướng thị hiện kiết tường sợ khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Tám lễ tam bảo, con nghe các mười phương công đức chân thật vô biên, độ thoát các hữu tình tâm hoan hỷ kính lễ từng tu. Vô lượng phước nay đường lễ Thế Tôn nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp cúng dường. Nhất tâm đại lễ quá khứ tỳ bà thi Phật. Nhất tâm đại lễ thi khí Phật. Nhất tâm đại lễ tỳ xá phù Phật. Nhất tâm đảnh lễ câu lưu tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ câu la hàm âu ly Phật. Nhất tâm đảnh lễ ca diếp Phật. Tâm đảnh lễ Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Quang Phật.
tâm đảnh lễ Phổ Minh Qua Phổ Quan Phật. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đa Ma La Bạt Trên Đàn Hương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trên Đàn Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Ma Ni Chàng Phật. Đảnh lễ Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Ma Ni Chàng Đăng Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Huệ Cự Chiếu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hải Đức Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Na Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Từ Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Từ Tạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Chiên Đàn Khốc Trang Nghiêm Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hiền Thiện Thủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thiện Ý Phật. Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Kim Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Bảo Thái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Tâm đảnh lễ Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Tâm đảnh lễ Bất Động Chí Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hàng Phục Chúng Ma Tư Phật.
đảnh lễ tài quang minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ trí huệ thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ di lạc tiên quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ thiện tịnh nguyệt âm diệu tôn trí vương Phật. Lễ thế tịnh quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ long trục thượng tôn vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ nhật nguyệt quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ nhật nguyệt quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ nhật nguyệt châu quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ huệ tràng thắng vương Phật. Hầu tự tại lực phương Phật. Nhất tâm đảnh lễ diệu âm thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ thường quang tràng Phật. Quan Thế Đăng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Pháp Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tu Di Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tu Ma La Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Yêu Đàm Bát Na Hoa Thù Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Huệ Lực Phương Phật. Nhất tâm đảnh lễ A Xuất Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Lễ tài quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ kim hải quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ sơn hải huệ tự tại thông vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Thông Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nhất tâm
tâm mạnh mẽ, đông phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ, miếu tháp nhất thiết Phật sở. Nhất tâm đảnh lễ, đông nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ, miếu tháp nhất thiết Phật sở. Nhất tâm đảnh lễ, nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ, miếu tháp nhất thiết Phật sở. Lễ tây nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ, miếu tháp nhất thiết Phật sở. Nhất tâm đảnh lễ tây phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ, miếu tháp nhất thiết Phật sở. Tâm đảnh lễ tây bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ, miếu tháp nhất thiết Phật sở. Phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ, miếu tháp nhất thiết Phật sở. Nhất tâm đảnh lễ đông bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ, miếu tháp nhất thiết Phật sở. Nhất tâm đảnh lễ hạ phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ, miếu tháp nhất thiết Phật sở. Lễ thượng phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ, miếu tháp nhất thiết Phật sở. Nhất tâm đảnh lễ thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ nam mô thập phương nhất thiết chư Phật. Đảnh lễ nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ kinh chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ kinh chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ kim tỳ
Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm lệnh lễ kim tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm lệnh lễ Nam Mô kim tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Tâm lệnh lễ Viên Kiết Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm lệnh lễ Viên Kiết Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm lệnh lễ Viên Kiết Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm lệnh lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm lệnh lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm lệnh lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.